Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và hôm nay thì bên Ghana Free Fire đã mang trở lại sự kiện đó là mua 1 tặng 2, nhưng mà nó lại tính tiền 3. Ok, thì hôm nay thì cái xe máy sẽ ra mắt ở trong Ghana Free Fire, cái xe máy hỗn mang, nó sẽ được bên Ghana cho ra mắt trong sự kiện này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải mua cái đồ bên tay trái, chúng ta sẽ được tặng 2 đồ bên tay phải. Chí lắm. Ok, chúng ta sẽ xem là đi sở hữu cái mô tô Cobra sẽ tốn bao nhiêu nhá. Ở bên tay trái chúng ta sẽ có hộp súng Giáng sinh này, hộp súng dòng lửa, ui, súng dòng lửa 10 súng 499, có giảm một tí anh em ạ. Đấy, cái gậy Buya và cái bộ đồ ông Hoàng Buya, toàn những đồ mà trước chúng ta đã lấy rồi. Đấy, toàn đồ chúng ta đã có. Trong này thì thực tế tôi cũng chỉ có thiếu mỗi cái Moto Cobra thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng quay với lượt đầu tiên. Thức ăn chợ thổ, lồm cơm. Và khá lồm cơm anh em ạ, và đồ khá là không ngon. Ok, mình chọn đồ khác đi. Giờ bỏ 220 kim cương ra để xem nó có ra được cái xe máy không. Ra xe máy đi bạn đi. Và ra hộ cái xe máy cái ạ. Và để xem là 220 kim cương ra đấy gì. Ôi, ra được một cái hòm mà không biết ra cái hòm quá độc. Ôi, ra cái vé kim cương anh em ạ. Và với cái gậy tổng cộng 220 kim cương, bây giờ 499 kim cương nha. 499 kim cương, như vậy là mình đã tiêu đó là 800 kim cương, 800 kim cương, 700 kim cương trong sự kiện này. Nào để xem ra được xe máy không. À đây rồi, ra xe máy anh em ạ. Vâng, ra xe máy rồi. Vâng, ra xe máy rồi anh em ạ. Như vậy là xe máy này anh em muốn sở hữu mất khoảng 800 kim cương. Đấy, mất khoảng 729 kim cương. Đấy, 729 kim cương đúng rồi. Đấy, cỡ khoảng đấy, đấy 730 kim cương. Đó. Ok. Đấy, tôi mua nốt cái ông Hoàng Buya này, mà dù tôi đã có rồi thì nó cũng sẽ ra nốt hai cái đồ thôi. Đấy, vũ điệu Ấn Độ đấy, vũ điệu nhảy trông như dở hơi ấy. Ok, đấy, đấy là sự kiện là mua 1 tặng 2 mà tính tiền 3. Ủi, bên Ghana nào quảng bá cho cái khẩu MV40 mạnh nhờ. Vâng, 3-4 cái ảnh liên quan đến MV40 căng đét. Đây là mô tô hỗn mang, mô tô Cobra. Đấy, cái mô tô này ấy, thì hôm trước mình có test cho anh em trong game rồi, trông nó sẽ nhỏ hơn cái mô tô thường một tí, nhưng mà cá nhân mình thấy trông nó ngầu. Đấy, không biết là các bạn nghĩ sao, nhưng mà mình thấy cái kiểu mô tô ấy trông nó ngầu, trông như nó như là kiểu con gì đó. Đấy, trông kiểu hai cái tay cầm trông giống con gì đó, nhưng mà mình thấy cái bánh xe nó có hiệu ứng rất là đẹp nhá. Đấy, so với cái nó nhỏ hơn so với cái mô tô bình thường. Cái mô tô bình thường mình thấy trông nó hơi cồng kềnh. Đấy, mình lại thích cái kiểu mô tô nhỏ như này hơn, thì hy vọng là sau này bên Ghana Free Fire họ làm nhiều những cái mẫu mô tô mà nó khác đi tí. Đấy, cho ngồi cho nó phê, chứ còn ví dụ mô tô mà chỉ đổi màu thôi thì không hay lắm. Đấy, làm hẳn thành hình cái mô tô mới này trông ngầu hơn hẳn. Đấy, phê không anh em. Ok, hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ cũng ngoài sự kiện mua 1 tặng 2 tính tiền 3 thì không có sự kiện gì mới. Tuy nhiên thì có một cái mà mình phát hiện ra nhá, có một cái bên Ghana rất là lươn. Đấy, một cái bên Ghana rất là lươn mà mình phát hiện ra thì đấy là cái vụ mà cái con nhân vật Siru được miễn phí ấy. Thì lúc đầu ấy mình cứ nghĩ là bên Ghana nào sẽ phát con nhân vật Siru ấy miễn phí 100%. Đấy, nhưng hóa ra thì ấy, không phải như thế, mà cái việc mà nhận con Siru miễn phí ấy, nó lại lắt léo hơn. Đấy, nó lại lắt cờ mờ nó léo hơn so với ở bình thường. Đấy, ok, này ông Hoàng Buya với bộ đầu hổ báo cáo trồn tôi cũng có rồi. Đấy, tôi chỉ lấy minh họa cho anh em thôi, nhưng mà cũng 1.200 kim cương đấy. Tức là nói chung là quay cả cái vòng quay, quay cả cái mua 1 tặng 2 tính 3 mất tổng cộng là 1.200. Đấy, ok. Thì cái vụ mà nhận cái nhân vật Siru ấy, chúng ta đều biết là ngày 27 tháng 2 ấy, thì lúc đầu chúng ta biết là ngày 27 tháng 2 chúng ta sẽ nhận được cái con nhân vật Siru miễn phí đúng không ta? Đó, thì anh em vào trong cái mục đó là cái sự kiện Cobra ấy, là anh em có thể nhìn thấy ngay là chúng ta sẽ nhận được con này miễn phí. Tuy nhiên thì bên Ghana họ lại có một cái sự kiện khác đi kèm theo cái sự kiện Siru đấy. Đấy, nó lại lòng hoàng như thế cơ. Đấy nhá, ví dụ như là anh em bấm vào trong cái cửa hàng quy đổi, à không phải, cái phần đăng nhập, thì chúng ta sẽ có cái con nhân vật Siru. Đây là cái cửa hàng quy đổi. Cửa hàng quy đổi này thì tôi thấy nhiều bạn đã quy đổi hết đồ cho mày rồi. Tại vì là cái sự Cobra Go nó cũng dễ. Đấy, Cobra Go nó cũng dễ. Nó cứ đi xong rồi nó lại được nhận thêm lượt các kiểu, nó cũng dễ. Đây, đăng nhập từ ngày 27 tháng đăng nhập từ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4 thì sẽ nhận được nhân vật Siru. Đấy, đây là đến đây 27 tháng 2 nhầm 27 tháng 2 không phải 27 tháng 4, lú hết cả. Đấy, đấy đến 23:59 mùng 4 giờ sáng 27 tháng 2 đến 23:59 27 tháng 2 tham gia ngày
sẵn sàng nhận quà ngay và Siru đấy. Nhưng mà xong rồi sau đấy bên Ghana họ lại có một cái post ở trên Facebook đấy, nội dung là như này đấy, nội dung là như này, tức là cầy view nhận Siru miễn phí đấy, tức là họ bắt là đừng quên đăng nhập vào ngày 27/2 để nhận được thẻ thử Siru 7 ngày, tức là 27/2 là chúng ta chỉ nhận được Siru 7 ngày thôi đấy. Còn đặc biệt hơn là nhân vật Siru sẽ được phát miễn phí toàn server khi anh em cầy đủ 500k view đấy. Lát léo như thế cơ. Xong rồi họ để cho chúng ta một cái link YouTube bé đấy, đấy, đăng nhập 27/2 nhận ngay thẻ thử Siru 7 ngày đấy, lát léo không? Và nó quá lắt léo luôn. Thì cái này thì tôi cũng không biết là tại sao bên Nga nào lại sửa như vậy. Tại vì là trên thế giới ấy, thì đa số các sự kiện thì chúng ta cứ 27/2 vào nhận Siru thôi, không phải cầy view cầy viết gì. Nhưng mà bên này thì bên Nga có lẽ họ muốn đẩy view cho một cái video quảng bá nhân vật Siru như ngày 27/2 của họ, nên họ bây giờ yêu cầu là chúng ta phải cầy 500k view cho cái video này thì chúng ta mới nhận được cái nhân vật Siru 7 ngày. Đấy, lắt léo thế cơ. Đây chính là cái nội dung video của bên Ghana Free Fire. Đấy, nội dung này thì nói về nói chung là nó cũng chả có gì nữa, hình một anh chàng Siru đi shipper thôi, trông đầu đất vãi, trông buồn cười vãi. Đấy, đấy thấy chưa anh em, thấy chưa đấy, đại khái là Siru đấy, nhân là giới thiệu nhân vật Siru. Đấy, tuổi 19, kỹ năng ăn miếng trả miếng thì đánh dấu kẻ tấn công mình phát bắn đầu tiên, và kẻ bị đánh dấu thì sẽ tăng thêm hiệu ứng xuyên giáp. Đấy, nhưng mà nó chỉ hiệu ứng xuyên giáp được một viên thôi. Đấy, xuyên đấy, đối với độ địch mà bắn Siru thì Siru sẽ tự đánh dấu kẻ địch. Đấy, sau đó thì bắn trả thì nó sẽ đánh dấu kẻ địch và nó sẽ tăng thêm xuyên giáp cho một viên đầu tiên. Đấy, và nhưng mà cái thông tin về kẻ địch thì sẽ không được chia sẻ cho đồng đội. Đấy. Thì đấy, bây giờ bên Ghana họ sửa lại đăng nhập 27/2 nhận thẻ thử Siru 7 ngày. Thì hiện tại tôi thử xem là cái video này bên Ghana được bao nhiêu view. Thì sau hơn một ngày đăng thì cái video này mới được có 40.800 view thôi. Nghĩa là nó còn thiếu đến 460.000 view nữa để mà đủ 500k view free toàn server. Đấy, anh em thấy khó không? Rất là lắt léo nhá. Thế thì bây giờ anh em chỉ có thể bây giờ muốn nhận nhân vật Siru chỉ có thể vào cầy thôi. Cầy view anh em ạ. Nhưng mà view bên này nó vẫn đang hơi thấp. Đấy, anh em nhớ đi cầy view nhá. Ok, một số những cái đồ mới sắp ra mắt ở trong Ghana Free Fire của chúng ta trong sự kiện này thì có cái gì? Đầu tiên thì đó chính là cái bộ đồ nâng cấp, cái bộ đồ mà có con rắn nó bay xong rồi nhập vào trong ngực ấy. Đấy, đấy là bộ đồ nhất. Cái thứ hai đó là cái nắm đấm xà quyền. Đấy, thì cái mà các bạn đang nhìn thấy ở trên tay nhân vật ấy, nó sẽ là nắm đấm xà quyền. Đấy, tôi nghĩ nó sẽ như vậy bởi vì bên này nó ghi là Punho do Cobra, thì dịch ra nó là Cobra Punch trong tiếng Anh, thì tức là kiểu nắm đấm xà quyền. Đấy, anh em thấy không? Cái nắm đấm xà quyền này thì tay nó sẽ có cái tay nó sẽ có hai cái lửa, cái gọi là cái đầu mãng xả tay, trông cái kiểu như vậy. Và khi mà đấm ấy thì nói chung là trông nó sẽ lực một tí, nhưng mà cá nhân tôi thấy là cái này trông nó không đẹp bằng cái băng quyền hay là không đẹp bằng cái nhất quyền. Trông cái nhất quyền đến thời điểm này trông vẫn chất nhất. Đấy, đấm thì nó sẽ có một vài hiệu ứng thôi, nhưng mà nó cũng không phải là quá xuất sắc. Đấy, thì đó là cái nắm đấm xa quyền. Và nắm đấm xa quyền này chắc là để sở hữu thì nó cũng sẽ mất khoảng đâu đó khoảng vài ngàn kim cương. Đấy, có thể là vài ngàn, một ngàn, thời tầm ngàn kim cương đến vài ngàn kim cương, mình nghĩ như vậy, hoặc là có thể rẻ hơn. Đấy, ví dụ như đợt vừa rồi tôi lấy cái hỏa quyền ở trong cái vòng quay huyền thoại, nó đâu đó có 20... có 300 kim cương, nhưng mà có bạn bảo là bạn ấy quay 5.000 kim cương chưa ra, thì đấy là do nhân phẩm của tùy người, sao tôi biết được. Ok, đây là cái bộ đồ này và bộ đồ huyền thoại này theo tôi biết ấy là có thể nó sẽ rơi ra trong vòng quay huyền thoại, vòng quay đá quý ấy, anh em. Đấy, thì cái bộ đồ này ấy, thì mình cũng đã từng giới thiệu cho anh em rồi, nó sẽ nâng cấp theo màu rank của anh em. Đấy, từ có 4 màu rank, đấy rank vàng, rank bạch kim, rank kim cương, rank cao thủ, rank gọi là thách đấu, thì nó sẽ có từng màu tương ứng. Đấy, khi mà các bạn unlock được bộ này nó sẽ có 5 mảnh. Đấy, mặt nạ, tóc, áo, giày và quần. Đấy, thì chúng ta có thể đổi màu cho những cái mảnh này liên quan đến cái màu của rank của chúng ta. Đấy, thì cái bộ này thì nó sẽ ra mắt vào ngày nào thì mình cũng chưa biết, nhưng mà có thể cho nó ra mắt đâu tầm 26/27/2. Đấy, anh em nào thích cái bộ này anh em quất thôi. Bộ này sẽ là bộ đồ huyền thoại thứ 2 trong game, và nó sẽ có sau cái bộ tự săn đầu lâu tự nâng cấp thì bộ này chúng ta nâng cấp theo rank, và bộ này nó sẽ có 4 màu khác nhau. Đấy, anh em nào thấy bộ này đẹp thì anh em để tiền một quất, nhưng mà mình nghĩ là nó không rẻ đâu. Mình nghĩ là giá nó chắc là cũng phải tầm đắt đấy. Đấy, tại vì lần này chúng ta có MP40 mãng xà, lần này chúng ta có thêm một cái trang phục huyền thoại nữa. Một cái vật phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có đó là cái ba lô này tên là ba lô sứ giả hỗn mang. Đấy, ba lô này nói chung là trông ngầu hơn cái ba lô con rắn kia.
Đấy, ba lô ấy trông rất là kinh, trông khá là ghê gớm, trông khá là khệnh anh em ạ. Đeo ba lô ấy trông rất là bo đoi, trông rất là bố đời. Đấy, thì cái ba lô này cũng sẽ bán trong khai nào Free Fire thôi, mình nghĩ là như vậy. Và cái ba lô này nó thể cũng sẽ nằm ở trong cái vòng quay huyền thoại, cái vòng quay mà nó sẽ đi cùng với bộ trang phục huyền thoại kia. Đấy, bộ trang phục kia thì cũng là không biết là tên là bộ trang phục gì. Đấy, bên nào cũng chưa hé lộ trang phục. Còn đây là cái bộ đồ độc quyền của nhân vật Siru. Thì Siru này chắc là một người Mexico. Đấy, này là trông trang phục trông rất là Nam Mỹ. Ok, trông rất là Trung Mỹ. Ok, và đó thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like và subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.